Xin chào cả nhà nhá. Rất vui được gặp lại cả nhà trong video tiếp theo trên kênh Già Làng Tây Nguyên. Tại thời điểm này thì anh em mình vẫn đang ở Lạng Sơn cả nhà. Hôm nay thì vẫn có em Ngọc và anh Hội vẫn là người dẫn đường để cho mình đi tham quan các điểm du lịch ở đây. Và khi mà đến ở đây rồi, đây là thành nhà Mạc, thì đến đây được chào đón bằng một cơn mưa rất là mát mẻ luôn mọi người ơi. Hôm nay thì mình đang đứng vị trí này là đi ở thành nhà Mạc. Đây đi lên một đoạn kia nữa là cổng thành rồi. Cổng thành nhà Mạc đây là đã tồn tại được khá là lâu rồi em Ngọc nhỉ. Dạ vâng, đây xin giới thiệu với anh Già Làng, anh Tú cũng như là từ tất cả các quý vị khán giả trên kênh Già Làng. Đây là một trong những cái quần thể di tích là thành nhà Mạc, núi Tô Thị. Và ở bên kia thì có động Tam Thanh, Nhị Thanh và Tam Thanh là ngay núi bên kia. Cái thành nhà Mạc ấy thì theo em tìm hiểu được biết là được xây dựng vào cuối thế kỷ 16 và thế kỷ đầu thế kỷ 17. Ở đây anh em mình đang đứng, đây là cái lối lên cổng thành nhà Mạc. Và ngoài cái cổng thành đấy, đây là một cái trong những cái cổng thành gần như là cổng chính vào, độc đạo một cái cổng thành vào. Ngoài ra ở bên xung quanh ấy còn xây cái tường bằng đá xung quanh và có thiết kế những cái lỗ châu mai ấy, kiểu để mình phòng chống và kiểu dạng như là cái lỗ để mình nhòm ra phòng chống địch ấy. Và bên kia tí nữa xem mình sẽ đi lên đây một đoạn. Lên kia cái núi Tô Thị nó nằm ở bên cái đỉnh núi đây này. Để cái lên núi đường Tô Thị thì anh em mình phải lên theo cái con đường này. Và cụ thể như thế nào thì chắc là anh em cũng lên để tìm hiểu và chia sẻ cho quý vị. Mà cũng nghe rằng là cái đồng đăng có phố kỳ lừa gì đó. Như này là người dân Lạng Sơn, tất cả mọi người sinh ra và lớn lên đều ai cũng biết cái câu ca của người dân Lạng Sơn. Cái câu ca dao đó là đồng đăng có phố kỳ lừa, có làng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Ai lên xứ Lạng cùng anh, bỏ công bác mẹ sinh thành ra em, và tay cầm bầu rượu lắm lem, mải vui quên hết lời em dặn dò. Trong những câu ca dao đó thì nói lên một cái hàm ý là phong cảnh cảnh đẹp của Lạng Sơn cũng như các món ăn ẩm thực của người dân Lạng Sơn quê mình. Và xin mời Già Làng tiếp tục hành trình. Hay quá. Xin mời mọi người nha. Mời cả nhà. Và cái nàng Tô Thị thì cũng nghe chắc đến nhiều trong những bài thơ cũng như là bài hát. Như là bài hát Người đàn bà hoa đá đấy. Đúng, chờ chồng nghìn năm. Hoa đá là biểu tượng của đấy. Nàng Tô Thị. Mà cái đấy cũng là để biểu tượng cho cái lòng chung thủy. Đúng nói rồi. Chung của người phụ nữ Việt Nam đấy. Nhưng người đó đã không trở lại để nàng đã hóa thân mỏi mòn hóa thành đá luôn ấy. Đây, tới cổng thành rồi. Đây. Cổng thành này rộng chỉ 1 mét thôi. Đây cả nhà ơi. Cái bề dày đây cũng tầm 1 mét này. Mà ngày xưa người ta thời xa xưa cách đây mấy trăm năm là người ta xây được cái bề của nó là 1 mét thôi. Nhưng mà cái này là người ta xây bằng đá nhỏ anh Tú nhờ. Đúng rồi. Chứ đúng mình rồi. Chứ hôm nọ anh em mình đi khám phá chỗ nhà thờ đá đó là nhưng tảng đá lớn. Ở đây là tận dụng là cái địa hình ở đây là núi đá vôi anh ạ. Thật ra là ngày xưa là thời các cụ ngày xưa chắc là tận dụng cái đá vôi kia để xây dựng những lỗ đây lỗ châu mai. Mình có lẽ lên trên bậc trên nữa mình sẽ quan sát được tổng quan ra ngoài dễ dàng hơn. Đây này ở bên này quay lại đây này làm cái lỗ châu mai này. Bắn cung ra ấy. Kìa mọi người. Ngày xưa chắc là bắn cung bắn. Ngày xưa có thể là bắn cung ở đấy ra. Mọi người đây xem cái lỗ châu mai là cái lỗ. Mình kiểu như là mình đứng ở trên đây mình nhìn ra đúng không? Đúng rồi. Đấy. Đây là bật cung ra. Cái lỗ này, lỗ châu mai này thường thường là ở bên trong sẽ làm kiểu răng nó loe. Bên ngoài nó nhỏ hơn. Ở trong đây là nó to này. Ra ngoài. Ở trong đây nó to, xong rồi nó loe ra ngoài ra to ngoài. Kiểu như ở bên trong mình quan sát nó dễ hơn. Ở ngoài nhìn vào thì không thấy người bên trong, nó kiểu thế. Đấy, mọi người thấy, nhìn thấy là ở đây là cái một khung thành nó khá là nguyên vẹn nhỉ? Còn nguyên vẹn luôn. Cơ bản được xây bằng đá đâm ra là gần như là qua thời gian nó cũng không vào mòn nữa. Nói chung là ở dưới này họ chỉ có một số cái mạch vữa họ chám nhẹ nhẹ ở đấy thôi. Chứ không cũng không phải là tôn tạo hoàn toàn mà quá là nhiều như những cái di tích khác. Đấy. Thì lỗ châu mai để nhìn ra khác. Mình lên trên này nhiều. Cao hơn tí nữa mình nhìn tổng quan đi. Ở lên trên này nhá anh Già Làng, ở trên này đến cái mùa đào nở rất là đẹp. Lạng Sơn cũng là một trong những cái địa phương mà có rất là nhiều đào. Đấy, hoa đào Sư Lạng. Là cái thành nhà Hồ, là thành nhà Mạc là nó chỉ có một đoạn đó thôi đúng không? Bên này là đằng sau bên này. Quay để bảo vệ cái ngọn núi này đấy. Nói chung là bao quanh bởi cái ngọn núi này chỗ nào mà không có núi lên ấy thì nó sẽ giữ được xây cái. Hình như đây là một cái khu căn cứ quân sự thời xa xưa đúng không? Đúng rồi. Thời xưa để người ta là bảo vệ núi, bảo vệ đất nước Việt Nam đấy. Nói chung là
giả sử như có giặc ngoại xâm thì người ta này, trên cao đây, người ta có cái chữ này. Đấy, bảng thông tin đây. Thế kỷ thứ 16. Cuối thế kỷ thứ 16. Nhà Mạc chạy lên lên cát cứ tại các tỉnh miền núi phía Bắc, nhà Mạc đã cho xây dựng thành này để làm căn cứ chống lại tập đoàn phong kiến nhà Trịnh, nhà Lê, nhà Trịnh. Đây là di tích kiến trúc quân sự phản ánh một thời kỳ biến động của lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam suốt từ thế kỷ thứ 16 đến giữa thế kỷ thứ 17. Năm 1962, di tích lịch sử thành nhà Mạc Lạng Sơn được xếp hạng di tích quốc gia. Năm 2010, di tích được tu bổ và tôn tạo. Đấy. Ngày trước là xây dựng để chống lại tập đoàn phong kiến Lê Trịnh. Và là đi giải khắp đất nước Việt Nam của mình, những cái lịch sử rất hào hùng của cha ông ngày xưa luôn. Thế là thời kỳ đấy là vẫn là như kiểu là đang nội chiến. Chứ đào không phải là... Đây là đào có quả đấy. À, có quả đào này. Quả đang ăn được không? Quả ăn được. Đào rừng đấy anh ạ. Đào rừng còn trồng... Đâu, nàng Tô Thị làm ở vị trí nào? Nàng Tô Thị đi lối bên này. À. Và đây còn quần thể núi đá nhỉ? Quần thể núi đá đây là chắc là... Mình đi lên là có thể ngắm được cái tường thành, cái thứ ở dưới đấy. Đúng rồi, người ta làm cái cầu thang bằng sắt để đi lại, để đi di chuyển cho dễ. Để mình ngắm được toàn cảnh thành phố Lạng Sơn. Thành phố Lạng Sơn thì... Lên đó là đi đường này hả? Đi lên này. Mình có lên đó không? Đi, thích, anh thích đi đi ngắm thành phố không? Đi. Nếu thích đi thì lên. Bây giờ là anh em mình đang đi trên đường đi lên núi Tô Thị đây mọi người. Đây qua còn xa không em Cầu ơi? Đây ngay đây, anh cứ quất đây khoảng tầm 20 mét đến nơi rồi. 20 mét nữa thôi à? Đây hay đâu? Là nhìn thấy. Đây hả? Nói chết đâu. Là nhìn thấy á? Là nhìn thấy. Ôi giời ơi. Nhưng leo núi mà. Già làng có khác. Leo núi của người đi tìm sâm, của người đi... Đây lên đi, mời già làng lên núi. Đứng ở trên này nhìn xuống cái thành kìa. Nó có, đấy, thành làm mạc bên công này. Công ty ở đây cho mấy đi nhờ. Này. Công ty thành này ở ở bên chỗ kia, đây mấy. Bên kia đằng sau cũng có. Cả mặt bên này, kia nữa mà anh. Bên kia chứ. Công ty đó. Bên kia là thành phố Lạng Sơn. Bên kia là núi gì nhỉ? Chùa Tam Thanh bên kia đúng không? Đây là danh thắng Tam Thanh nhỉ? Già làng nhìn giống cướp biển vùng Caribe thế nhỉ? Nhìn cái áo rồi đồ rồi đạc rồi chỉ thiếu mỗi cái mắt kính một mắt thôi. Hình như cái chùa Tam Thanh nó nằm trong hang đá đúng không em? Dạ. Để khi nào kiếm cái mắt kính của cướp biển cho già làng đeo. Từ đến đây đi qua là khu vực khu danh thắng Nhị Tam Thanh. Đây rồi, đây gần đến đây rồi. À đây, Tô Thị đấy đúng không? Người đang quả hóa đá đúng không? À đây, đây là nhìn thấy còn gì nữa. Đây này. Rồi. Ôi. Ở đây có một dãy núi khá là cao luôn. Lúc nãy mình đi ở mang phi. Đứa này xem mình để đứa này này. Ờ. Cao nhỉ? Năng Tô Thị hóa đá đây hả? Đá đây là... đá đây. Đá đây là đá hóa, tự hóa hay là... Người ta xây đá lên đấy. Cái này là ngày trước ấy thì là có bị sập một lần rồi. Người ta mới tôn tạo lại để mình xây lại kia. Em không biết là bao nhiêu năm về trước ấy, em không nhớ rõ lắm nhưng mà em chỉ nhớ là các cụ ở bên dưới này này là có bị sập một lần rồi. Người ta tôn tạo nó xây lại. Đẹp nhỉ, trên này ngắm cảnh đẹp nhỉ. Ở dưới này có một cái loại ổi rất là ngon luôn anh ạ, đây nổi dưới trên chân đầu thị này. Ổi dưới đây ngon lắm, ăn ngon lắm. Anh em mình đã khám phá xong là thành nhà Mạc với lại núi Tô Thị rồi cả nhà. Thì quả nhiên là đây là một cái địa điểm là từ rất là lâu rồi mà hôm nay là còn tồn tại cho tới ngày hôm nay, là một điểm du lịch và một điểm check-in của mọi người khi mà đến với thăm Lạng Sơn nhé. Và bây giờ thì anh em mình sẽ đi chợ nhỉ, đi chợ xem chợ nhỉ. Anh muốn đi chợ gì? Ở đây có chợ hay giới. Là lên cửa khẩu cho đặc biệt đi. Ừ. Cho nó mới mẻ nhá. Thì cửa khẩu thì người ta bán. Lấy cửa khẩu cho đặc biệt cửa khẩu Tân Thanh đi. Cửa khẩu đúng Tân rồi Thanh đấy. Cửa khẩu đấy thì trước đây thiên về khách du lịch lên rất là đông. Du lịch rất nhiều và ở cửa khẩu đấy nổi, anh biết nổi tiếng nhất gì không ngày xưa? Không. Là nổi tiếng nhất là những cái đồ gia dụng. Đấy. Ngày điện tử nhá. Khách du lịch lên đây là phải vào đấy mua được bằng được cái đồ gia dụng ở đấy về. Đồ điện tử, đồ gia dụng. Thế thì mình sẽ lên mua vài đồ số đồ gia dụng để anh em mình xài trong công việc nữa. Ừ. Ok. Xin mời mọi người đi nhờ.
Bây giờ thế em đưa cả làng với cả anh em lên nhé. Sau một hồi di chuyển thì anh em mình đã đi đến cửa khẩu Tân Thanh rồi cả nhà. Thì tới đây thì anh em mình làm một cốc trà đá đấy á. Cốc trà đá rồi hít thuốc lào rồi bắt đầu đi vào chợ nhá. Trà đá ở đây không có sữa nhỉ? Sữa có sữa. À, à cho trà thành sữa ấy ạ. À, trà thành sữa đây. Ờ trà đặc đây. Có không? Mệt cơ nhỉ. Mệt mệt có. Trà này có đặc không chị ơi? Trà này uống đặc đặc mà. Anh muốn đặc thì có đặc. Đặc hả? Ăn quả đi anh em. À, quả đây là đi chung với trà đá hả? Vâng. Quả này này em. À. Cái quả đây là đi chung với trà đá hả? Chưa. Có anh kia xuống. Ở đây thì hàng quán người ta bán rất nhiều luôn. Cái này là cái gì chị nhỉ? Thùng này thùng gì nhỉ? Lương khô hả? Lương khô hả? Lương khô ăn để trong đó đúng không? Ăn này là đỡ đói đúng không? Lương khô cái này bao nhiêu tiền đây? Cái đấy 20.000 anh ạ. À 20.000 thì xem mình mua. Mua một cái ăn thử nhá. Chứ mình hàng này hàng thường à? Nó khác nhau ở cái gì nhỉ? Đây này, đậm nhạt đây này. À, đậm nhạt ở đây hả? Đậm hơn. Là anh xay đằng sau là biết ra liền. Nó khác nhau mỗi cái số đúng không? Đây cũng 900 nhưng số này số to hơn là đậm hơn à? Cho cái đậm đi. Cho cái đậm đi, đậm đà. Nếu mà nóng quá thì ngồi trong nhà anh nhá. Ok em. Để phơi nắng cũng được. Chỉ có cái đĩa có gì em xé ra với. Còn cánh bên kia đóng cho anh. Cái này bọn anh mua trước đây hay mua cả thùng hay đi câu không? Khôi à? Anh phát đây anh ăn thử. Lương khô Trung Quốc à? Lương khô. Lương khô này nhìn như bánh khảo ấy nhở? Ăn đi anh Tú. Cái này em ăn nhiều rồi mà. Ăn đi. Khôi cho anh phát này. Ngon nhỉ? Đây em đang khui cho anh nhỉ? Cái này lương khô Trung Quốc này. Đây anh dùng cái này trước đi. Rồi. Mời cả nhà ăn lương khô nhá. Đúng rồi, cho ngồi chỗ nào mát mát đi. Đây, ngồi trong này đi anh. Đây, ngồi trong nhà đi, cho nó mát. Mới mở đầu anh ra làng thấy không? Đồ không? Ừ. Nhiều đồ không? Quá nhiều. Đấy, trong này có quạt, ngồi trong này cho nó mát. Đây này, đống đồ đây luôn này. Đấy, nhiều đồ nhá. Ừ. Đồ nhiều nhá. Có những cái đồ mà mình chưa thấy bao giờ. Mát nhiều. Dây sạc đâu đây? Ở đây có cả quạt ấy đấy. Cái quạt ốp vào cái điện thoại có quạt tản nhiệt điện thoại anh nhỉ? Điện thoại nhỉ? Quạt đấy mình gắn đằng sau điện thoại cho tản nhiệt đấy. Có. Em không có. Chứ bán cái tàu sạc điện thoại không? Tàu sạc điện thoại có anh ơi. Chia nó nhiều cái đấy. Có. Rồi lấy đi. Đấy. Cái đó bao nhiêu tiền hả? Đây tàu sạc đây. Mới 150.000. Tàu xịn luôn. Tàu hay là cái đấy là tàu cắm một tô không phải anh ra làng hay cái khác. Nó cắm điện đấy. À cái này là cắm tàu để cắm ô tô mà anh. Không phải. Thì để chia mà. Cắm điện. À nếu mà để cắm điện thì rất nhiều đây anh. Cắm điện lưới đây, lấy những cái ổ này rất là xịn sò luôn. To đi, cho khổ to đi. Cái này bao nhiêu tiền vậy? Cái này hết pin rồi đấy. Cái này bao nhiêu tiền? Cái đấy hàng rẻ nhất anh ạ, cái đấy có 100.000 thôi. Mấy rưỡi, 250. 200 là còn rưỡi nữa cơ à? Vâng. À, 150 đi. Đâu cái hàng xịn đấy, 8 đầu luôn. Ôi dung phê nhỉ. Vâng. Vip lắm anh ạ. Mỗi anh làm một cái là hợp lý. Nhưng mà cái pin này được lâu chỉ khoảng được bao lâu? Lâu anh ạ, anh thấy sạc tăng lên được rất là lâu. Có bảo hành không? Bảo hành đến lúc hỏng không? Có, em bảo hành cho anh luôn đấy, không phải là bảo hành đến lúc hỏng. Tiêu bảo hành đến lúc hỏng. Ờ, phê phết. 250 à? Nếu pin nó được khoảng bao lâu chị nếu mà sạc đầy? Anh sạc đầy được từ 6 đến 8 giờ. 6 đến 8 giờ nếu mà chạy liên tục. À. Hay là vừa chạy vừa tắt được 6 đến 8 giờ? À không, chạy liên tục chứ. Đây đây, cho em mở em được tự làm đi. Cái này là bé hơn đấy chứ hay là mang cái này. Cái to theo đấy ạ. À. Cái nhỏ thì cái hàng kia. Thì nó lại thì yếu hơn. Anh phải lấy cái to và nó nhiều đâu. Cái này là to nhất rồi hả chị? Dạ. Còn cái nào to hơn được không? Không có to hơn nữa anh ạ. Đang phê tê người. Thôi à, được rồi. Đang ở chợ cửa khẩu Tân Thanh đây. Nước em cứ mời từ giờ tối được. À. Chè trồng được.
Đấy, chủ quán nhiệt tình lắm đấy. Mời uống nước miễn phí, không mua cũng sao. Các bác đi du lịch ở cửa khẩu Tân Thanh là ghé kho xỉ gia dụng Hoa Mạnh. Đối diện là Trung Quốc luôn ạ. À, bên kia là Trung Quốc rồi à? Ừ. Nhà bước, bước qua đây là Trung Quốc rồi à? Đúng rồi. Bữa nay cho khách du lịch đi lại chưa nhỉ? Hay là phải đi theo đoàn nhỉ? Anh ơi, phải đi theo đoàn và đi qua Hữu Nghị. À, à, đi đường Hữu Nghị chứ đường này bây giờ là... Ở này vẫn chưa cho khách. Chưa cho à? Này làm gì vậy nhỉ? Cái đấy video. Anh đứng xa ra thì vì cái này nó có độ lẩy ấy. Nếu mà phi trúng tặng giáp một tường. Cô gái đấy. Vừa cái tâm là tặng một cô gái. Cố trúng đi anh ơi, cố trúng đi. Phi trúng là được. Cách xa 3 mét nha. Đấy là được lấy mấy cái. Được. Như này là, như này được chưa? Rồi. Cách xa 3 mét. Cẩn thận nha, phi nhầm vào người nhá. Được chưa? Này đã đủ 3 mét chưa? Em chưa biết nha, cách xa đủ 3 mét. Đà Lạt con thua rồi. Khó lắm anh ạ, vì là cái đường đỏ cơ. Đường sau là không có độ giữ. Đúng nên rồi. Là nó bấp mạnh nhẹ tay thôi. Nó khó làm. Cái đấy nó phi dạng hít. Chứ đừng phi mạnh. Phi mạnh nó lẩy. Được đấy, được đấy. Cái này là nó lâm châm hút. Nếu mà đằng sau đó là cái bức tường thì anh ấy sẽ phi trúng đấy. Nhưng mà đằng sau nó như này nó có độ lẩy nó sẽ lẩy ra. Đứng gần ở đây có khi cũng không trúng rồi chứ. Đấy. Đấy. Ừ. Tặng cô gái hơi khó. Với lại em cũng không thích gái nên mà chạy phi trúng làm gì đấy nha. Thôi mình đi nhà. Thôi được rồi. Chạy vào đi. Bác cứ đi tham quan đi, ông lại về em uống nước. Vâng. Ok. Cảm ơn. Ok, ok. Cảm ơn bà chủ. Okay. Chào làng Tây Nguyên. Thấy sẽ trái quen mặt thế. Dạ. Chào chú nhá. Đi nào đi này. Vâng này có bảo là đồng chí này như đầu kéo bên lóc. Vâng. Lần nào thấy bác này có bảo nhìn quen quen. Đấy giờ đi khám phá chợ nha mọi người. Vâng cháu chưa, cháu đang đi dạo đã. Đi xem chợ đã. Bây giờ do ngày xưa ấy là người ta đi sang đi qua đi lại được thì nó nhộn nhịp. Bây giờ thì cái lượng khách nó không còn được đông đúc ngày xưa. Và đây chủ yếu họ bán buôn bán sỉ gửi đi ấy. À. Mình lại thấy quả mũ quen quen thế. Có xe thế. Nhìn ra làng đi chợ mà. Nhìn cứ hài hài. Làng Tây Nguyên. À, mua mũ nồi à? Nhà ăn biết em luôn hả? Ông kia là ông gì đầu kéo cái lông. Đúng rồi. Làm quả mũ cá bồi luôn. Đi hội mẹ thôi. Dạ. Hội mẹ đây này. Không có cái gì mua nhỉ? Ngắm thử. Em tối tìm mua cái chỗ mà mua cái tàu sạc ấy. Cái dây đi vào trong kia. Ừ. Cái đấy đi vào trong kia. À, để em đi khám phá chợ thế nhá. Chào bác nhá. Okay. Loại đồ dược phẩm, dược phẩm thảo dược. Thảo dược, cam thảo rồi, các kiểu. Đây đi xuống chợ bên này, chợ vào trung tâm chợ này hả? Chợ chính. Chào anh. Cái này, con xe này, con xe huyền thoại của cửa khẩu Tân Thanh. Chuyên đi chở khách. Là đi từ thành phố về dưới để chở hàng hóa về. Con quay để mua quần áo cho chị. À, tí nữa em xem. Đồ rẻ quá. Đợt này đang giảm giá rồi. Anh dây đường giống lúc đến cái khu kia sợ tiếng nhạc hơi nhiều. Làng leo núi quen rồi. Đây là đồ đặc, đồ đây, nhiều nhỉ? Nhiều đồ lắm. Camera rồi điện thoại đầy đủ. Vâng, em đang đi tham quan thì tham quan xem ạ. Tham quan qua kia đã. Yeah. Ừ, đây, nghe. Quay cho anh chị một chút về giới thiệu gian hàng này. Cam hành camera trình này. Hành trình, kết nối các thể loại không? Camera mà ở nhà này, nhỏ tí. Sơn tùng. Các loại dây sạc, cáp sạc này. Không? Quạt tản nhiệt đâu anh? Mình ốp sau lưng ấy. Người kiếm cái đấy vẫn hơi khó nhỉ. Để đi hướng nào này em? Đi thẳng đi. Anh ơi vào đây mua giày nhá. Giày em đang có rồi. Nhưng là có giày rồi. Cảm ơn chị. Lưng ví ra đi. Anh. Đây là có giày rồi. Quay thế này mà đi hết chợ mà quay mua hết chợ. Có gì mua được kìa. Máy cạo râu đèn pin chiếu sáng. Em bán cho. Máy đấm đưng. Râu này có cạo được không? Được. Râu này. Được rồi. Đây, anh cạo không thích em không lấy
không lấy tiền. Đang muốn giữ dâu rồi. À đây. Nó tưởng to nha. Đồ phong thủy của Trung Quốc. Em đang đi tham quan chị ạ, chưa mua. Mấy cái giống nhau hết nhỉ? Ừ. Như nhau hết thì chợ thì đa số thôi. Đồ là bộ quần áo người dân tộc thì đẹp hết. Dạ, em là người dân tộc ít. Tây Nguyên ạ, trên Tây Nguyên. Vâng. Đấy, chị đứng cạnh cùng già làng này. Đấy, đứng cạnh đây. Quần quần này nó hơi bị lai rồi. Đấy, là quần khác cơ. Trong này hết rồi. Cái đường này có đường ra. Cụt đường rồi. Cụt đường rồi. Hay là cho già làng đi thêm một cái chợ nữa là chợ Đồng Đăng nhỉ? Chợ đấy cũng rất là sầm uất thì ngay gần với lại cái đền Đền Mẫu. Đền Mẫu. Chợ đấy cũng rất là nổi tiếng mà khách du lịch đến đấy. Trên này thì chợ này bây giờ hơi ít đồ. Nhá, đi thêm chợ nữa nhá. Mấy khu chợ biên giới. Áo này mấy tiền một cái quá. Bao nhiêu tiền một cái này? Lò như thế bao nhiêu tiền? 150. 150 hả? Còn nếu mà áo vừa vừa tiền thì là 120. Mặc cái áo đây thôi. Sơ mi giá chắc đấy. Em chắc mua áo sơ mi thôi. Có cả bộ ba đầu dài tay cộng tay đẹp. Không quen cái đấy. Cộng tay có. Bây giờ là mặc sơ mi à? Jean quần sóc jean 100.000 cái thôi. Xem. Sơ mi màu trắng đâu? Em xem. Sơ mi màu trắng đâu là bên này. Sơ mi dài tay cộng tay. Cộng tay dài tay. Trắng tinh nhé. Này già làng cầm cái mic trắng kem thôi. Mẹ đi xem cái áo này. Trắng kem thôi. Mua một cái mặc cho nó đẹp trai. Ôi áo nó xấu lắm chú ơi, không đẹp đâu. Bác lấy một cái đi. Mày cho xem cái đó đi. Xem. Cái đó sai gì đấy? Thử đi. XXL đi, 2XL đi. 2XL. Áo này xấu á. Có cả hàng phục luôn đấy. Chặt lắm, áo này chặt lắm. Cái số nhỏ. Cái nó trắng như này là dài tay nó có hàng phục luôn đấy không? Thôi, không hợp. Không hợp. Không hợp với khẩu vị. Em Ngọc mặc áo sơ mi à? Vâng, em hay mặc cái quen kiểu đại áo như này. Cái này không biết làm cái này cũng kiểu tặng. Bây giờ là anh em mình đang đến đây là chợ này gọi là chợ Đồng Đăng nhá, anh già làng nhá. Đồng Đăng. Chợ này cũng rất là nổi tiếng vì ngay gần với đền mẫu đền Đăng, Đồng Đăng. Cho nên là cũng có bán rất là nhiều. Có vẻ như là nhộn nhịp hơn cả trên kia nhỉ. Nhộn nhịp nhá. Đây xem qua đây. Đây là cái trà sơn mật đỏ này. Quả này quả gì nhỉ? Ốc chó à? Quả này quả gì? Ốc chó. Quả này này. Quả này quả ốc chó đấy. Nước bạn. Sao nhìn to nhỉ? Nước bạn. Ừ. Táo đỏ này. Mấy cái đồ để ngâm rượu đấy. Quả kia quả gì anh già làng biết không? To đùng kìa. Không biết. Quả La Hán. À. Nhiều rồi. Ở đây là mấy cái đây là lương khô. Lương khô. Xì dầu Trung Quốc. Mấy cái gạc nhiều món đẹp nhỉ. Chợ này là chính ra thấy sầm uất hơn trên kia ấy. Sầm uất hơn trên đấy. Tại vì ở đây là gần đền đây. Cổng đền nó ra này. Ở đây gần đền gì đấy em? Đền nó đền mẫu Đồng Đăng. Ở đây là người ta bán mấy cái đồ điện tử nhiều lắm cả nhà. Ừ. Người Tây. Tây Nguyên. Tây Nguyên. Người Tây và Tây Nguyên. Đúng rồi, chào bác. Chào bà nha. Tây đúng rồi, Tây Nguyên. Đi qua giáp bên nước bạn vẫn còn người nhận ra. Vẫn nhận ra. Trên này có hàng ăn thì không cô nhỉ? Trên này chợ này có bán hàng ăn đúng không ạ? Vâng. Cảm ơn cô. Hôm nay ăn cơm ở chợ đi cho nó thay đổi không khí. Bên trong này là quần áo. Anh già làng có mua cái váy không? Không. Đi hàng là đi chỗ nào em? Già làng Tây Nguyên. Thấy ngăn nớt. Đã bị gục ngã. Gục ngã rồi. Đã bị gục ngã. Loa mic đồ điện tử rất là nhiều. Camera nhỉ? Nhiều camera đấy. Ở đây là gần biên giới, vùng biên đây là những hàng của bên Trung Quốc hàng qua rất là nhiều luôn. Thử xem trong chợ như có cái khu hàng ăn phải không nhỉ? Đây này. Trong chợ vẫn có khu hàng ăn này. Để xem có khu hàng ăn không? Đây có bán hàng ăn không nhỉ? Không thấy nhỉ?
Trong chợ này có khu hàng ăn không cô nhỉ? Cho cháu hỏi trong này có khu hàng ăn không? À, trong này đấy ạ. Quán cơm à? Em cảm ơn nhá. Sau khi hỏi xưng cháu xong thì thấy chị ý trẻ quá, đổi lại gọi bằng chị. Đây là có bên cơm. Thì rất nhiều đồ điện tử luôn nhỉ. Bên hàng bên kia có hàng cơm mặt sau kia đấy. Sao đây hả? Dạ em đang đi xem tí. Tính à, bên này là hàng bán đồ ăn hay sao này? Mình xem. Mùi thơm thơm ấy. Qua này có mùi thơm này. Chỗ này bán bún. Hàng ăn nằm ở đâu nhỉ? Đây à? Đây là hàng cơm ở trong chợ. Bây giờ anh già làng muốn ăn trong chợ hay ăn ở ngoài? Trước đường cũng có. Đâu cũng được, thì ăn chỗ nào có cơm. Đây có cái váy tím đẹp này mua về tặng vợ kìa. Chỗ nào có cơm ngon ngon thì ăn thôi. Đây bánh gì này già làng này? À, đây thạch xương sáo hả? Ừ. Thạch đen. Thạch đen, đen này là cái sản phẩm này là làm ra từ Lạng Sơn đúng không? Vâng, đây là thạch đen xương sáo. À, cái cây này là làm ra từ Lạng Sơn đúng không? Vâng. Cây thạch mà ra. Ở đây này, hỏi cô xem ở đây cô có cắt mà ăn được luôn không? À, cái này là phải về nhà à? Cái này cắt ăn luôn. Cái này có đường, cái này không đường thì nó nhạt ạ. À? Mua hộp ăn thử đi. Mua hộp này. Nhỏ đấy thì 15.000. Ui giời, rẻ nhỉ? Cắt anh em ăn thử trực tiếp ấy. Ờ, bọn em ăn thử thật đen xương sáo đi. Cái này bánh gì nhỉ? Bánh do mùng 5 tháng 5 đấy. À thế à? Ừ. Phải chấm với mặt à? Bánh bánh này đố già làng biết bánh gì? Không biết đúng không? Bánh dày. Còn đây là bánh gì đấy? Bánh gai, bánh dập. Bánh gai à? Vâng. Nó to anh cho ngập mồm cái gì? Đây đây để em lấy cái này ăn là lấy tay bốc hả? Chắc là đỡ thế nhỉ? Thôi mời mọi người nhá. Có thấy còn đây là cái gì nhỉ? Muối vừng. À, đủ món nhỉ? Đây ạ. Đây bánh gai đúng không? Vâng, đây xem nào. Bánh gai. Bánh dặm. Bánh dặm à? Đây, dặm. Ngọt hơn, ngọt lấy cái que này anh Huế. Nhân mặn này. Anh, thử đi. Có nhỉ? Làm miếng. Cô quái lại hộ mình nhá. À, rồi anh ăn một miếng, một thêm một cái bánh này nữa. Có nhỉ? Cảm nhận này như là cái loại dẻo đấy. Thạch này thì nó dẻo, nó dai. À. Bốc bốc từ bốc bốc. Khác với thạch kia nhỉ? Cái này là gọi là thạch đen xương sáo ấy. Ừ, nổi tiếng ở Trang Định. Ừ, ngon thế, miếng to đấy. Vâng. Cái là mà cây hả cô? Cây à. À một chị cho quên. Chị. Mời mời mọi người nhá. Ừ. Cái này thường người ta cho vào đá vào chè trang. Chè với cả cho sữa xuống. Cho tí sữa xuống nói chung là cũng do mình ăn như nào. Dai dai, ngon lắm. Cái này để được nhiệt độ thường bên ngoài để lâu này. Cái này ăn nó mát đúng không? Vâng. Anh thử cái cho nào. Dai anh ạ, dai anh ạ. Tuyệt vời nhờ. Thật ngọt dai dai. Ôi, đấy. Mình sinh ra ngoài Bắc này lâu lắm rồi không ăn bánh dặm. À đây bánh gai chứ. Bánh gai, bánh gai. Ừ, tưởng là bánh dặm. Thôi không sao, ăn được hết. Gai bánh dặm đi nhau. Vâng. Quê mình là phải ăn miếng thật to. Ở đây là họ gói rất thật thà. Gói chỉ 2-3 lớp kia thôi, không gói dày như chỗ khác. Đấy. Chuyện chỗ kia nhìn bánh to nhưng mà móc ra nhân chẳng có gì. Còn đây là họ làm là vừa đủ. Lá ít. Trà làng đã ăn bánh gai khi nào chưa? Ăn rồi à? Quê cũng có này mà. Ờ, nhiều nơi mà. Nhưng mà đây là người ta làm là nó theo không theo kiểu gọi là nó công nghiệp quá. Đây là người ta làm thủ công. Ừ, ngon. Đây có nhân dừa. Thơm lắm. Bao nhiêu tiền hết nhờ em chị nhỉ? Không có tiền gì cả. Đấy, tiền chẵn luôn. Chào tạm biệt nhé. Chào chủ quán. Vâng, đúng luôn đấy. Chào chú nhá. Chào đâu? Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Đấy, đông ở đúng xem YouTube nhiều rồi. Chính xác rồi đấy. À đấy à? Dạ. Giờ làng đấy. YouTube nhiều lắm. Vâng.
thấy già làng Tây Nguyên này gặp Phúc Trọng Vlog các thứ này. Đúng rồi. Đúng không? Đấy, đúng xong rồi. Vào mấy anh em vào bảo là dọn dọn bảo là Phúc Trọng Vlog ra đây là gặp cái này đúng không? Người vui. Vui vui đúng không? À đây à. Chúc cho sức khỏe nhé. À, dạ. Hôm nay đi chơi à? Dạ. À, bên kia có hàng cơm kìa. Hay ăn cơm hộp không? Cơm. Ăn cơm gì bây giờ? Cơm thường ấy. Có đây cơm nhỉ? Mày ăn theo kiểu cơm bụi ngoài Bắc xem thế nào? Đây đi, qua đây đi. Đây này. Cường Nguyên. Qua đây. Được quay rồi, sườn sao. Ôi nhiều món nhỉ? Nhiều nhó nhỉ? Đây, cơm gọi là buffet cơm tự chọn. À. Đây, giống như buffet ấy. Ok. Đây có cháu 5 người. Món luôn cả nhà. Ăn món gì gọi đi. Con vịt quay không? Vịt quay không cô ơi, chả lá lốt này. Vịt quay ăn rồi thì. Vâng, bây giờ gắp đĩa nhá. Ăn ăn thịt này ngon, giòn ngon lắm. Rồi thịt đó đi. Chả lá lốt, già làng ăn chả lá lốt không? Rồi cá. À đấy, cái này này. Đấy. Đậu xị này. Đậu xị là đậu gì anh? À, đây, à. Đây là một trong những cái nhân để làm con nhộng anh ạ. À. Cái gia vị nhân để làm con nhộng. Cho đậu xị này. Đậu sốt cà chua này. Cái củ cải kìa. Ừ. Cái món gì lạ lạ đặc trưng của Lạng Sơn tí. Cái này ngon này. Cái kia cũng là một món này. Món ở vùng biên. Đấy. Cái trong góc cùng cùng trắng trắng. Trắng trắng góc kia. Rồi, cho mấy con cá này nữa nhỉ? Cho mấy cái con cá này. Cá này cá xong rồi. Với rau xào này. Cái này vừa cay, nó cay cay mặn mặn. À đấy à? Dạ dạ. Lấy ít thế thôi, cô bảo là cái này vừa cay cay mặn mặn. Có sườn không? Thơm ấy. Chả lá lốt hả? Rau này, rau lang luộc này. Quay lang luộc này. Lạc hoặc lạc. Chả lá lốt hả? Canh này. Cái canh này là canh nho, nho chua anh ạ. Cái quả nho phanh ấy. Quả nho à? Quả nho phanh. Đấy, quả nho xanh, cái loại quả nó màu xanh như thế. Rồi anh em ngồi bên trong yên tâm anh ạ. Ăn rau luộc nhá. Có, cho rau luộc đi cô. Có rau gì chưa, rau xanh gì chưa? Rau luộc, rau xào. Cho rau luộc với mấy con cá này nhá. Cá khô. Cá suối này, cái này. Đây, nhiều rồi anh, rau luộc à? Cá này là cá khô thôi. Đây là rau này à? Rồi. Còn ăn rau xào nữa không? Có cho đĩa rau xào. Làm đĩa rau xào đi được. Đĩa ra một tơi phải không ạ? Vâng, đĩa cho cháu ra một đĩa ra một tơi đi. Rồi, một bữa cơm chuẩn bị xong rồi cả nhà, nhưng mà giờ người ta chờ người ta đưa cơm rồi, còn món gì nữa nhỉ? Rau còn canh nho chua này. Còn quả nho đi luôn ạ. Quả nho, cái quả nho xanh ấy. Ôi đấy à? Vâng, để làm canh nó chua chua. Quả nho thơm. Thơ còn củ cải nữa. Củ cải đúng không? Còn củ cải. Đây là cái gì đây? Đây là xin giới thiệu với anh, đây là một trong những cái loại gia vị không thể thiếu được trong khô nhục. Đây là món loại chung là món đậu xị đúng không, đầu bếp? Chuẩn. Vâng. Đây là một trong hai vị ở trong trong một cái gia vị để làm món khô nhục ấy. Ừ, tôi thử cái này phát xem nào. Mọi người thử đi nhỉ. Ta đang thử đi xem vừa ăn rồi. Đây thử đi anh. Vừa rồi. Đây là ok đấy. Ăn này ăn thơm nhỉ? Vâng. Dạ. Cái này ăn với cơm này. Cái này ăn cơm ăn với cả xôi cũng ngon. Mời cả nhà nhé, làm xử đi làm bãi là đi cả ngày về là mình toàn làm như thế như này để ăn đi mang cơm nguội. Nhưng mà quên vừa đấy là mình chưa tập trung quá, có cái gì nhỉ, cái gia vị gì mà thơm thơm nhỉ? Cái này là gia vị gần như người ta mix sẵn rồi. À. Đấy, thông thường là người ta sẽ có thơm canh rồi. Đủ món luôn đấy. Đủ món luôn. Quả nho rừng. Nho này. Quả nho rừng. À. Thịt này, thịt quay à? Đây là vịt, thịt này, thịt thịt trao. Thịt trao. Đây gọi là cơm buffet. Mấy chục món là tự chọn. Làm thử miếng thịt quay mà. Đây, vịt chao. Thịt chao. À, thịt chao. Trên Lạng Sơn hay gọi là chao. À. Một nơi khác người ta gọi là chiên. Mà cả nhà cơm nha. Chiên hoặc chao. Rồi đấy. Giòn tan luôn. Còn này ăn bì giòn. Vòng tổ. Đem đấy nhá. Đấy. Đấy đến đấy nhá. Tan luôn. Đói quá. Nhưng lấy cơm anh hỏi ơi. 4, 6, 7 món. Món canh 8 món. Nhân lấy cơm nha. Chăm sóc cho hai. Này vinh dự nha, được vào làng chăm sóc anh em nha. Quá vinh dự luôn. Em còn thiếu món củ cải nữa nhá. Này.
đấy, như ở ngoài Bắc là đặc trưng cơm kiểu như này anh Già Làng ạ. Có khi người ta ăn một đĩa rồi thích chọn một số món mình yêu thích. Đây là đa số là cơm tự chọn hết. Mời cả nhà ăn cơm nhá. Mời anh em nhá. Mời cả nhà ăn cơm nhá. Dầu lang xào. Mồng tơi, mồng tơi. Mồng tơi. Cơm nó đậm. Nếu người nào ăn mặn mặn là ăn cái này rất ngon, mà mùa cái này hợp với mùa đông. Ăn cơm. Cái này để nguội nguội ăn. Mấy nương hay là đi từng đi tú ấy nhở, rồi mình hay nhiều gừng ấy. Anh trước đi làm bãi sắn ấy, nhưng mà phải đập nhiều gừng vào, xay thật nhiều gừng vào, nhỏ ra này, lẫn cái này thì ăn nó nóng mà nó rét mà. Đang nói về thơm nhở, cái này nó phải ăn nó phải đậm 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 đậm. Rất hợp với ăn cơm. Đã bạn đi anh em ơi. Vâng. Cái gia vị người ta nấu nêm rất là vừa ăn luôn, rất là vừa vị của mình luôn. Cái đậm đà làm mình nhớ tới món bắm chưng. Bữa cơm nhà mình hầu như là không thiếu cái loại này. Cá khô này ạ. Nhà anh ấy. Vâng. Cá này gọi cá gì anh nhớ biết tên không? Cá phèn. À đấy à. Cá khô bây giờ nó gọi là ra làm lạng cá phèn. Hai loại cá. Vâng. Cái này ăn nó dai dai nhỉ, dai dai nó đậm đậm vị, đậm đậm mặn mặn. Cơm gạo bao thai lóng gạo mới ấy, lóng. Thấy hầu như quán nào cũng có món chả lá lốt, không phải thiếu nhỉ. Chả lá lốt gần như là các quán cơm mà gần như trên này cũng có. Gọi kiểu món truyền thống của cơm ở ngoài Bắc. Đã ra thử nhá. Ok. Ăn mấy cái ăn chả cái này em tự lấy đi. Đây em có đây rồi. Thôi một miếng, anh một miếng để em ăn miếng món khác nữa. Anh ăn ngon, gấp vào cơm. Ăn này là theo tính chất cơm gia đình. Là mình ăn mình thấy nó dễ ăn. Có gì lấy cho em đĩa củ cải nhé. Vừa gọi đĩa củ cải. Theo mà mình làm cái này rất là ngon nè. Như bữa em làm cho anh là cái vịt trao lá mật đúng không? Đây là vịt trao lá mật. Đây là thịt lợn trao đúng không? Nhìn cái da nó giòn nó ngon. Món vịt trao đấy, từ từ người ta sẽ làm hai cách. Cái là trao không biết luộc. Anh như này nó không ngáy. Cái bì nó giòn. Làm cái đây là làm một cái cách bì nổ tổ. Để luộc lên cái ta châm xong lên muối để sát. Rồi, làm phát canh này xem nào. Thấy tò mò á, canh nho rừng. Chưa ăn cái quả nó làm nào luôn. Canh chua. Đây có hạt đây à, hạt ăn được không nhỉ? Hạt nho, đã được anh ạ. Nó hơi nhanh ngái. Hơi nhanh ngái. Vâng. Rồi. Nho rừng. Chua. Cơ chua. Như kiểu mình ăn canh với lá chua, lá me, các thứ ấy. Nó nóng là ăn cái này nó mát. Mát. Dễ ăn cơm, vào cơm. Cái quả nho rừng này đến mùa người ta đi bà con hay đi vào rừng kiếm này đấy, người ta ngâm rượu này, người về nấu canh này. Đây là nếu mà người ta bảo quản lâu người ta hay ngâm muối. Làm mắt cơm thứ hai đã. Ngon rồi. Dạ đang đưa đây em lấy miếng cơm nữa. Ăn nó béo lên, về vợ bảo đi tú đầu kéo sao gầy đi, chết dở đấy. Đây, ăn yếu quá. Nào đây ăn canh nho rừng. Em lấy cho anh. Đấy, chua chua, ngon ngon. Đây đi em lấy rồi nào. Đấy. Cái củ cải. Đấy, món nó món gì nữa? Củ cải. Củ cải... Củ cải khô ấy. Món này là món ấy chứ. Món này món gọi là món tàu khoai chứ. Tàu xoài đấy. Tàu xoài chứ không phải củ cải à. Tàu khoai. Mà nguyên liệu có gì nhỉ? Ở đây là nó cái củ em cũng không rõ, nhưng cái củ này nó kiểu tự như củ cải ấy. À đấy à? Hoặc là người ta một câu gọi một cách khác, nhưng mà cả nó khác kiểu là khác củ cải ở ngoài.
Trong này có cả thịt băm nữa phải không? Băm. Thịt băm tàu phoi. À, họ cho thêm cái quả móc mật này. Quả này là như là quả cà đó chứ. Quả móc mật. À, quả móc mật. Thơm mà. Cái loại tàu phoi này mà người ta để mà muối người ta hay cho cái quả cà gì nhỉ? Cà thừng. Cà thừng nó nhỏ nhỏ như ăn giống như củ cải. Giống như củ cải khô ấy. Thì đi nhiều như thế mình ăn được thưởng thức những món ăn vùng miền rất là ngon luôn nhỉ. Món này lạ nhỉ. Ừ. Chưa nghe lắm nào mà đấy luôn. Nếu mà hôm nay mình không vào quán cơm này làm sao mà biết có những món này. Ăn nó sần sật. Cái củ này nó sần sật sần sật. Mình ăn với lại là họ nấu rất là hay. Thịt băm này rồi họ có thêm cái vị thơm của cái quả móc mật thì mình ăn là thấy nó thơm. Ngon lắm. Món này ăn hay phết đấy. Nãy giờ đây nhà em tọa cầm máy thì bây giờ em tọa đang ngồi xuống ăn cơm nữa cả nhà. Các bạn ăn cơm à? Bữa hôm nay thế nào ăn hồi? Xin chào tất cả mọi người trên kênh của Già Làng Tây Nguyên. Hôm nay em chúng tôi đang ăn một bữa cơm kiểu như là cơm gia đình, cơm tự chọn ở chợ Đồng Đăng với những món ăn rất chi đơn giản nhưng mà cực kỳ ngon luôn. Đây là món thịt rán, đây là món tàu xoay, đây là đậu xịp, rau củ quả luộc và mồng tơi xào tỏi, đây là cá khô, cũng là chả lá lốt, cũng như đậu sốt cà chua và đặc biệt có một bát canh đỏ rất ngon. Gần gũi với mình đây nha, là món nào cũng hay ngon hết. Ngon không? Ngon nhỉ? Đây cái loại đỗ này ăn nhớt nhớt. Anh là rất hợp nhá. Vâng, em thích ăn kiểu thế. Mà hôm nay mình thích cái món này là nó lạ. Lần đầu tiên ăn, với hai nữa là cái món này. Món này để ăn nó vào cơm. Anh thì lại loại này. Đấy, làm phát trong bát là hai món như này. Ăn cơm. Một lần hai món này chưa lần nào ăn luôn. Em thơm gì ăn luôn. Chưa hai ăn hai món này với canh này. Ấn tượng với hai món này. Ngon ngon. Tàu coi này ăn cháo cũng ngon, để nó vào giòn. Món nào ăn được không? Đang ăn thử món nào anh? Đang ăn thử cái món thịt chao. Thịt chao. Ừ. Thịt chao trắng này. Anh như gọi thịt bay á, thịt bay. Áp chảo này giống như áp chảo mà. Thì áp chảo. Áp chảo. Mình áp chảo. Áp chảo. Áp chảo cũng đúng mà thịt chao thì cũng đúng. Chao trong dầu ấy, ngập dầu ấy. Giòn. Mà để người ta để làm giòn nên người ta được gập đầu. Cái này là ngang làm thử đi. Từ phanh ăn thử hai miếng bên một miếng đấy. Từng loại riêng biệt một. Cái này cháo ngô. Để cháo cháo ngon. Chào đấy à. Giòn. Ngon lắm. Món này hôm nay mình rất lâu rồi bây giờ mới được thưởng thức mà nó thực sự hơi bát canh nhỏ. Như hôm qua mình ăn ở kia là ở trong Âu Dục. Cái này mà tôi ăn. Thì ăn rất là ngon rồi. Bây giờ thì ăn cũng bây giờ cũng lâu rồi thì bây giờ đấy, anh em mình tạm dừng video ở đây và anh em mình ngồi ăn cơm hào hứng tâm sự tí xíu nữa thì và video tiếp theo ngày mai thì mình sẽ đi khám phá được nhiều nơi ở Lạng Sơn tiếp tục cho mọi người xem nhé. Nhưng mà ăn cơm thôi không hàn huyên tâm sự có được không, vì được. Hàn huyên tâm sự nhiều không ăn được cơm. Đúng không? Cơm nào ăn xong cũng hàn huyên tâm sự. Chào tất cả mọi người nhé, video lần sau nhé. Chào mọi người nhé. Già Làng Tây Nguyên xin kính chào quý khách, tự hào là địa chỉ uy tín chuyên cung cấp các mặt hàng dược liệu rừng Tây Nguyên như nấm linh chi, lim xanh, linh chi cổ cỏ, ba kích tím, khúc hắc, múa tần, nấm ngọc cẩu, sâm cau, sâm tây, huyết đằng, mắc hén, hạt dỗi, mật ong rừng, măng khô, chuối cô đơn, chuối hột rừng, đảm bảo những sản phẩm được thu hái tại núi rừng Tây Nguyên. Đặc biệt có thuốc nam gia truyền đặc trị viêm xoang, dạ dày, xương khớp, thuốc yếu sinh lý, hen suyễn, thuốc trị bệnh gút.
với sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất, giá cả hợp lý nhất, đảm bảo an toàn, chắc chắn sẽ làm hài lòng cho quý khách. Website gialangtayguyen.com, gialangfood.com, hotline 0328 058 111, 0328 058 333. Gia làng Tây Nguyên, cùng bạn kết nối thành công.